Phật ở tầng áp máy, tập thứ ba. Thỉnh thoảng ông chủ xuất hiện từ phía sau chúng tôi, trong khi chúng tôi cúi lom khom trên ruộng của ông ta và thì thầm vài lời vào tai chúng tôi. Vì mặc dù chúng tôi không biết ông ta đang nói gì, bằng cách nào đó chúng tôi biết chính xác ông ta muốn gì. Tôi không nói tiếng Anh. Chúng tôi trả lời hoặc xin lỗi ông chủ, không được đâu ạ. Đôi khi một người đàn ông ăn mặc khá bảnh không biết từ đâu xuất hiện, rủ chúng tôi trở về thành phố với ông ta. Nếu em đến làm việc cho tôi thì tôi có thể trả công em cao gấp 10 lần tiền công em nhận được ở đây. Đôi khi một người bạn độc thân của chồng chúng tôi thừa lúc chồng chúng tôi không có mặt ở đó liền tiến đến gần và cố dúi cho chúng tôi tờ $5. Hãy để anh làm chuyện ấy một lần, anh ta nói. Anh hứa với em anh sẽ làm rất êm. Đôi khi chúng tôi đầu hàng, nói đồng ý. Tối mai, 9 giờ, hãy gặp tôi ở xa láng trồng rau diếp. Chúng tôi nói với anh ta, hoặc thêm $5 nữa tôi mới đồng ý. Có lẽ chúng tôi không hạnh phúc với chồng mình, người mà đêm nào cũng đi chơi bài và uống rượu say mềm, đến tận khuya mới mò về nhà. Hoặc có lẽ chúng tôi cần gửi tiền về cho gia đình của mình, bởi vì quê hương lại bị mất mùa vì lũ lụt. Nhà mình đã mất trắng tất cả rồi, và giờ chẳng còn gì để sống ngoài vỏ cây và khoai lang luộc. Ngay cả những người phụ nữ không xinh đẹp trong số chúng tôi cũng thường được người ta bí mật đề nghị tặng cho những món quà. Một chiếc ghim cài tóc được làm bằng mai rùa, một lọ nước hoa, một cuốn tạp chí điện ảnh bị thó trộm từ một cửa hàng trong thị trấn. Nhưng nếu chúng tôi nhận quà mà không đáp lại họ, thì chúng tôi biết mình sẽ phải trả giá. Ông ấy sẽ chặt đứt đầu ngón tay cô ta. Vậy nên chúng tôi học cách cân nhắc và suy nghĩ trước khi đồng ý, và học cách nhìn vào mắt người đàn ông khác, bởi vì ở Mỹ chẳng có cái gì được cho không hết. Vài người trong số chúng tôi làm công việc nấu nướng trong những trại lao động của họ, vài người chuyên rửa bát đĩa, và với những loại việc đó chúng tôi đã hủy hoại đôi bàn tay mịn màng thanh mảnh của mình. Những người khác được đưa tới các thung lũng xa xôi, thuê đất của người Mỹ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để cấy trồng và nộp qua lợi cho chủ vào mỗi vụ thu hoạch. Chồng của chúng tôi đã thuê 20 hecta từ một người đàn ông tên là Cadwell, người có hàng nghìn mẫu đất ở thung lũng San Joaquin thuộc phía Nam, và hàng năm chúng tôi trả cho ông Cadwell đó 60% những gì chúng tôi thu được. Chúng tôi sống trong những cái láng được dựng sơ sài bên dưới một cây liễu giữa đồng không mông quạnh, ngủ trên một tấm đệm được nhồi bằng rơm. Chúng tôi đi vệ sinh ở ngoài trời trên một cái hố được đào trên mặt đất. Chúng tôi múc nước giếng lên để nấu ăn và giặt giũ. Nhiều ngày chúng tôi trồng hoặc bới khoai tây từ sáng sớm đến tối mịt, và trong nhiều tuần liền chúng tôi không trò chuyện với ai ngoài chồng mình. Chúng tôi nuôi một con mèo để làm bầu bạn, để đuổi chuột, và ban đêm nếu chúng tôi đứng ở cửa nhìn về phía tây, chúng tôi có thể thấy ánh sáng chập chờn yếu ớt ở phía xa xa. Chồng chúng tôi bảo rằng đó là nơi có dân cư. Những lúc như thế chúng tôi hiểu ra rằng đáng lẽ mình không nên rời quê hương. Nhưng cho dù chúng tôi dùng hết sức bình sinh để gọi tên mẹ mình, chúng tôi cũng ý thức được rằng mẹ ở quê nhà xa lắc xa lơ không thể nghe được tiếng gọi của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi cố gắng tận dụng tối đa những gì mình có. Chúng tôi cắt ảnh chụp những chiếc bánh từ những cuốn tạp chí và treo chúng trên tường. Chúng tôi khâu những tấm rèm cửa từ những bao đựng gạo được tẩy trắng. Chúng tôi làm bàn thờ Phật từ những cái thùng đựng khoai tây được úp xuống, và chúng tôi phủ một tấm vải lên đó. Để rồi sáng sáng, chúng tôi bày một tách trà nóng lên, cúng tổ tiên, và vào cuối mùa gặt, chúng tôi đi bộ 10 dặm vào thị trấn mua cho mình một món quà nhỏ, một chai cốt, một chiếc tạp dề mới, một thỏi son, với hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có dịp dùng. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ được mời đi nghe nhạc. Vài năm đồng ruộng được mùa và nông phẩm lại được
cao giá, vậy nên chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi. 600 một hecta, những năm khác chúng tôi mất trắng vì sâu bọ, hoặc do nấm mốc xương tàn phá hoa màu, hoặc do trời mưa như trút suốt một tháng trời, hoặc do giá khoai tây hạ đến mức chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, đành bán tất cả dụng cụ làm nông của mình đi để trả nợ. Và vào những lúc mùa màng thất bát như thế, chúng tôi không nén được lại tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Tôi là đồ ngốc mới theo anh đến cái đất nước này, chúng tôi nói với chồng mình, hoặc anh đang làm phí hoài tuổi trẻ của tôi. Nhưng khi chồng hỏi cô thích làm hầu gái ở thành phố, cả ngày luôn mỉm cười, lúc nào cũng cúi gằm mặt và không được phép thốt ra bất cứ lời nào ngoài mấy từ dân thứ ba, dân thứ ba, hơn là sống như hiện tại phải không? Chúng tôi thú nhận rằng câu trả lời là không. Người Mỹ không muốn chúng tôi làm hàng xóm ở thung lũng của họ. Họ không muốn làm bạn với chúng tôi. Chúng tôi sống trong những cái láng tồi tàn và thậm chí không thể nói những câu tiếng Anh đơn giản. Chúng tôi chỉ quan tâm đến tiền. Phương pháp canh tác của chúng tôi thật nghèo nàn lạc hậu. Chúng tôi sử dụng quá nhiều nước. Chúng tôi cày ruộng không đủ sâu. Chồng của chúng tôi bắt chúng tôi làm việc như nô lệ. Họ nhập khẩu những cô gái này từ nước Nhật như những lao động tự do. Chúng tôi làm việc trên đồng ruộng cả ngày dài mà không được nghỉ để ăn nhẹ vào buổi tối. Chúng tôi làm việc trên cánh đồng đến tận khuya trong ánh đèn dầu. Chúng tôi chẳng bao giờ có ngày nghỉ. Đồng hồ và giường ngủ là hai thứ mà một nông dân Nhật chưa bao giờ sử dụng trong đời. Chúng tôi tiếp quản ngành công nghiệp súp lơ của họ. Chúng tôi chiếm lĩnh ngành trồng trọt Rabina của họ. Chúng tôi độc chiếm trong ngành công nghệ dâu tây của họ, vượt qua họ về mặt hàng đậu. Chúng tôi là một cỗ máy kinh tế chuyển động liên tục, không thể chặn lại được, không thể đánh bại được. Và nếu sự phát triển của chúng tôi không được kiểm soát trên toàn khu vực miền Tây, thì nước Mỹ sẽ sớm trở thành tiền đồn và thuộc địa tiếp theo của người châu Á. Nhiều đêm chúng tôi chờ họ. Thỉnh thoảng họ lái xe qua láng của chúng tôi, bắn đạn chì vào cửa sổ láng, hoặc phóng quả đốt chuồng gà của chúng tôi. Đôi khi họ phá láng của chúng tôi bằng thuốc nổ. Thỉnh thoảng họ đốt ruộng của chúng tôi khi mà lúa trên ruộng đang bắt đầu chín, khiến chúng tôi mất trắng toàn bộ thu nhập của cả năm. Mặc dù sáng hôm sau chúng tôi phát hiện ra dấu chân trên đất và nhiều đầu mẫu que diêm, khi chúng tôi mời cảnh sát trưởng tới xem xét hiện trường, ông ta nói với chúng tôi rằng chẳng có đầu mối nào để điều tra hết. Từ đó, chồng của chúng tôi thay đổi tâm tính không còn như trước nữa. Tại sao phải buồn phiền cơ chứ? Ban đêm chúng tôi ngủ mà không cởi giày và để rìu kè kè ở bên giường, trong khi chồng của chúng tôi ngồi bên cửa sổ cho đến sáng. Đôi khi chúng tôi giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động vang lên từ đâu đó, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì cả. Ở đâu đó trên thế giới, có lẽ một quả đào vừa mới rụng khỏi cành cây. Có đêm chúng tôi ngủ thiếp đi, để rồi sáng ra khi thức dậy, chúng tôi thấy chồng mình trong tư thế ngồi rũ người, ngáy ngay trên ghế, và chúng tôi cố đánh thức họ dậy một cách nhẹ nhàng, bởi vì khẩu súng vẫn đang được đặt trên đùi họ. Thỉnh thoảng chồng của chúng tôi mua những con chó để canh gác. Những con vật mà họ đặt tên là Dick, hoặc Harry, hoặc Spot. Và họ gắn bó với những con chó ấy hơn với chúng tôi. Còn chúng tôi thì tự hỏi thầm trong lòng rằng mình đưa chân tới cái mảnh đất lạnh lùng và bạo lực này, liệu có phải là một sai lầm không? Liệu có bộ lạc nào tàn ác hơn người Mỹ không? Có người trong số chúng tôi quán trách người Mỹ vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình và cầu mong họ chết ráo. Có người quán trách họ vì tất cả mọi chuyện và ước rằng giá mà cô ấy chết đi được. Những người khác học cách sống mà không nghĩ về họ. Chúng tôi ném mình vào công việc và bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình phải nhổ thêm một cụm cỏ nữa mới được. Chúng tôi cất những chiếc gương soi đi. Chúng tôi không chải tóc nữa. Chúng tôi quên việc trang điểm. Bất cứ khi nào chúng tôi thoa phấn lên mũi, chúng tôi đều cảm thấy lớp phấn trông giống như sương trên đỉnh núi vậy. Chúng tôi quên Đức Phật, chúng tôi quên Chúa. Sự lạnh lẽo phát triển trong con người chúng tôi và bám chặt lấy tâm hồn chúng tôi cho đến tận bây giờ vẫn chưa tan.
Chúng tôi sợ rằng tâm hồn mình đã chết. Chúng tôi không viết thư về cho mẹ nữa. Chúng tôi gầy mòn, héo hon. Chúng tôi bị rối loạn kinh nguyệt. Chúng tôi thôi không nuôi những ước mơ nữa. Chúng tôi ngừng khao khát. Chúng tôi chỉ làm việc quần quật, làm việc và làm việc. Mỗi ngày chúng tôi lặng lẽ nuốt thức ăn 3 bữa mà không nói một lời nào với chồng, để chúng tôi có thể mau chóng trở lại cánh đồng. Ra đồng sớm hơn 1 phút là nhổ thêm được 1 búi cỏ. Tôi không thể nào xua được ý nghĩ này ra khỏi đầu mình. Đêm nào chúng tôi cũng dạng chân ra cho chồng làm chuyện ấy, nhưng chúng tôi mệt đến nỗi thường ngủ thiếp đi trước khi nó kết thúc. Chúng tôi giặt quần áo cho chồng mỗi tuần 1 lần bằng nước nóng. Chúng tôi nấu ăn cho họ, chúng tôi lau dọn cho họ, chúng tôi giúp họ chẻ củi. Chúng tôi nấu ăn, giặt giũ, chặt củi đấy mà cứ như thể người khác đang làm những việc ấy. Và thường thì chồng của chúng tôi thậm chí không nhận ra rằng chúng tôi chẳng còn là chúng tôi nữa. Vài người trong số chúng tôi chuyển khỏi vùng nông thôn tới những vùng ngoại ô của người Mỹ. Chúng tôi sống ở nhà phụ dành cho người giúp việc của những gia đình khá giả ở Atherton và Berkeley, phía trên Telegraph, tích trên những ngọn đồi. Chúng tôi làm việc cho những quý ông như bác sĩ Giordano, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực nổi tiếng ở bờ biển vàng của quận Alameda. Và trong khi chồng của chúng tôi xén cỏ của nhà bác sĩ Giordano, tỉa những bụi cây cho bác sĩ Giordano, cào lá cho bác sĩ Giordano, chúng tôi ở trong nhà với bà Giordano, người có mái tóc nâu bồng bềnh và là người đàn bà tốt bụng, thường bảo chúng tôi hay gọi mình là Rose. Và chúng tôi lau chùi, đánh bóng đồ bạc của Rose, quét sàn của Rose, trông nom Richard, Jim, Theo, 3 đứa con của Rose, những đứa trẻ mà chúng tôi hát ru cho nghe mỗi tối bằng thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ của chúng. Nơ mưa, nơ mưa, và có những điều chúng tôi không thể ngờ tới đã xảy ra. Tôi trở nên quan tâm đến những đứa bé đó như thể là chúng là con đẻ của tôi vậy. Nhưng chính bà mẹ già của bác sĩ Giordano, bà Lucy, là người chúng tôi quan tâm nhất. Lucy thậm chí còn cô đơn hơn cả chúng tôi. Và khi bà cụ đã vượt qua được cảm giác sợ hãi, bà không rời chúng tôi nửa bước. Bà thấy chúng tôi từ phòng này sang phòng kia trong khi chúng tôi quét bụi và lao sàn, vừa đi vừa nói luôn miệng: Montalban, Perfetto, Basta Cosi. Và nhiều năm sau khi bà qua đời, những ký ức của bà về cố hương vẫn tiếp tục sống trong tâm trí của chúng tôi, như thể đó là ký ức của chính chúng tôi vậy. Quán Mozzarella, tiệm Pomodori, tiệm Lago di Como, quán Pizza ở trung tâm thị trấn nơi hàng ngày bà đi mua hàng cùng với các chị em gái của mình. Đất nước Italy, Italia, chao ôi, tôi mong được thấy cố hương lần cuối biết chừng nào. Chính những người phụ nữ của họ dạy chúng tôi những điều chúng tôi cần biết nhất. Họ dạy bạn cách nhóm bếp lò, họ dạy bạn cách dọn giường, họ dạy bạn cách trả lời khi có người bấm chuông cửa, họ dạy bạn cách bắt tay, họ dạy bạn cách mở và đóng giò rượu, thứ mà nhiều người trong chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chính những người phụ nữ của họ dạy chúng tôi những điều chúng tôi cần biết nhất. Họ dạy bạn cách nhóm bếp lò, họ dạy bạn cách dọn giường, họ dạy bạn cách trả lời khi có người bấm chuông cửa, họ dạy bạn cách bắt tay, họ dạy bạn cách mở và đóng giò rượu, thứ mà nhiều người trong chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Họ dạy bạn cách quay số điện thoại, họ dạy bạn cách tỏ ra vui vẻ khi nói qua điện thoại, ngay cả khi bạn đang bực tức hoặc buồn rầu. Họ dạy bạn cách rán trứng, họ dạy bạn cách gọt khoai tây, họ dạy bạn cách bày bàn ăn, họ dạy bạn cách chuẩn bị một bữa tiệc tối 5 món trong 6 giờ cho 12 người. Họ dạy bạn cách chăm thuốc, họ dạy bạn cách nhả khói thuốc thành vòng tròn, họ dạy bạn cách làm tóc xoăn trông giống kiểu tóc của Mary Pickford, họ dạy bạn cách giặt sạch vết son trên áo sơ mi trắng của chồng bạn, ngay cả khi vết son đó không phải là của bạn. Họ dạy bạn cách nâng váy trên phố để lộ ra một phần nhất định của đôi chân. Cô phải nhử, chứ không được khiêu gợi. Họ dạy bạn cách nói chuyện với chồng. Họ dạy bạn cách tranh luận với chồng. Họ dạy bạn cách lừa dối chồng. Họ dạy bạn cách ngăn không cho chồng lạc ra khỏi tầm kiểm soát của bạn.
Đừng hỏi anh ta đã ở đâu hoặc mấy giờ anh ta sẽ về nhà, mà hãy đảm bảo rằng cô luôn làm cho anh ta hạnh phúc khi ở trên giường. Chúng tôi yêu quý họ, chúng tôi căm ghét họ, chúng tôi muốn là họ. Họ mới cao ráo, dễ thương và xinh đẹp làm sao. Chân tay họ dài miên man trông thật duyên dáng, răng họ trắng bóng, da họ trắng mịn, làm lu mờ những nhược điểm của khuôn mặt. Những nét tính cách dễ mến nhưng kỳ quặc, chứ bao giờ lại không gây thích thú cho người khác của họ. Sự mê thích của họ đối với những món nước chấm A1 và những đôi giày cao gót mũi nhọn quắc, kiểu bước đi hài hước của họ, xu hướng tụ tập ở phòng khách của nhà, tạo thành những đám đông ồn ào đứng nói chuyện trong suốt nhiều giờ của họ. Chúng tôi tự hỏi, tại sao họ lại không ngồi xuống nhỉ? Dường như ở đâu trong thế giới này, họ cũng cảm thấy tự nhiên như ở nhà. Họ thật thoải mái, họ có sự tự tin mà chúng tôi không có. Tóc họ đẹp hơn tóc chúng tôi nhiều, rất nhiều màu, và chúng tôi cảm thấy tiếc vì mình không thể giống họ. Đêm khuya, trong căn phòng chật hẹp không có cửa sổ nằm ở phía sau ngôi nhà lớn uy nghiêm của họ, chúng tôi bắt chước họ. Nào, bây giờ anh làm ông chủ và em làm bà chủ nhé. Chúng tôi nói với chồng mình. Không, em là ông chủ và anh là bà chủ. Đôi khi chồng chúng tôi đáp như vậy. Chúng tôi cố hình dung ra cách họ làm chuyện ấy, cố tưởng tượng ra họ nói gì trong lúc làm chuyện ấy. Ai ở trên, ai ở dưới? Ông chủ có hét lên trong khi làm chuyện ấy không? Bà chủ có hét không? Đến tận lúc thức dậy vào buổi sáng, họ vẫn quấn lấy nhau chăng. Những lần khác chúng tôi nằm im trong bóng tối, kể cho nhau về ngày của mình. Em đập thảm, em luộc khăn trải giường bằng nước sôi. Anh dùng dao làm đồng, đào cỏ gà ở phía nam của bãi cỏ. Và khi chúng tôi kể xong, chúng tôi kéo chân lên qua đầu, nhắm mắt lại, mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến. Một ngôi nhà của riêng chúng tôi, một ngôi nhà sơn trắng xinh xắn, nằm trên một con phố dài rợp bóng cây, có khu vườn quanh năm đầy hoa nở. Một bồn tắm chỉ trong nháy mắt đã có đầy nước nóng. Một người hầu sáng sáng mang đồ điểm tâm được đựng trên một chiếc khay bạc hình tròn cho chúng tôi và lau dọn tất cả các phòng trong nhà một cách tỉ mỉ. Một cô hầu phòng, một chị thợ giặt, một quản gia người Trung Hoa mặc áo dài trắng xuất hiện ngay khi chúng tôi rung chuông và gọi, Charlie, mang trà cho tôi nào. Họ đặt cho chúng tôi những cái tên mới. Họ gọi chúng tôi là Helen và Lily. Họ gọi chúng tôi là Margaret. Họ gọi chúng tôi là Pierre. Họ lấy làm lạ trước dốc dáng bé nhỏ của chúng tôi và ngạc nhiên trước mái tóc đen dài ống ả của chúng tôi. Họ khen ngợi chúng tôi vì cái nết chịu thương chịu khó. Cô gái này cứ xong việc mới chịu ngừng tay. Họ khoe về chúng tôi với hàng xóm. Họ khoe về chúng tôi với bạn bè. Họ tuyên bố rằng họ thích chúng tôi hơn bất cứ người giúp việc nào khác. Không thể tìm đâu ra người được việc như cô gái ấy đâu. Khi họ không vui và không có ai để dốc bầu tâm sự, họ kể cho chúng tôi nghe những gì bí mật đen tối nhất của mình. Tất cả những gì tôi đã nói với chồng tôi đều là dối trá hết. Khi chồng của họ đi vắng, họ bảo chúng tôi lên gác ngủ với họ để họ khỏi cảm thấy cô đơn. Khi họ gọi chúng tôi vào lúc nửa đêm, chúng tôi đến với họ và nằm bên họ cho tới tận sáng. Nín đi nào. Chúng tôi an ủi họ và chúng tôi nói, đừng khóc nữa, bà chủ. Khi họ phải lòng một người đàn ông không phải là chồng của họ, chúng tôi trông nom con cho họ, trong khi họ ra ngoài hẹn hò với người tình vào ban ngày. Trông tôi có ổn không? Họ hỏi chúng tôi và họ hỏi, váy của tôi như thế này, có chật quá không? Chúng tôi phủ những vết sơ dải nhỏ li ti khỏi áo sơ mi của họ, thắt lại khăn, chỉnh lại những lọn tóc quăng cho họ. Chúng tôi nhổ những sợi tóc đang ngả màu muối tiêu trên đầu họ mà tuyệt nhiên không bình luận gì. Trông bà đẹp lắm. Chúng tôi khen bà chủ của mình và sau đó chúng tôi để họ đi làm cái việc họ muốn. Và buổi tối, khi chồng của họ trở về nhà vào giờ thường lệ, chúng tôi giờ như không hề mảy may biết bất cứ chuyện gì hết. Một người trong số họ sống một mình trong căn biệt thự đã xuống cấp trên ngọn đồi, được gọi là đồi Nớp ở San Francisco, và suốt 12 năm,
chỉ ru rú trong nhà không bước chân ra ngoài. Có người là một nữ bá tước đến từ Creston, người chưa bao giờ cầm một vật gì nặng hơn chiếc nĩa. Có người từng trốn khỏi những người Bolshevik ở Nga sang Mỹ và đêm nào cũng mơ được quay trở về ngôi nhà của cha đẻ ở Odessa. Chúng tôi đã mất tất cả. Có người trước đó chỉ sử dụng những người hầu da đen. Có bà chủ không gặp may với người Trung Hoa. Tôi cứ phải để mắt đến họ suốt. Có bà chủ bắt chúng tôi quỳ mỗi khi chúng tôi lau sàn nhà thay vì sử dụng cây lau nhà. Có bà tự tay cầm dẻ cố giúp chúng tôi, nhưng rốt cuộc chỉ làm dướng chân chúng tôi mà thôi. Có bà chủ mời chúng tôi dùng bữa trưa với những món ăn được chế biến công phu và được để trong những chiếc đĩa sứ đẹp tuyệt và nhất quyết bắt chúng tôi ngồi ăn cùng họ tại bàn ăn mặc dù chúng tôi chỉ mong được tiếp tục công việc của mình. Một bà chủ có thói quen đến tận giữa trưa mới thay váy ngủ. Một số bà chủ bị chứng đau đầu hành hạ. Nhiều bà chủ thường âu sầu, buồn bã. Hầu hết các bà chủ đều uống rượu. Có bà chủ chiều thứ sáu nào cũng đưa chúng tôi tới cửa hàng bách hóa mang tên thành phố Paris ở trung tâm thành phố và bảo chúng tôi hãy chọn một cái áo, cái quần mới. Hãy chọn bất cứ cái nào cô thích. Có bà chủ đưa cho chúng tôi một cuốn từ điển, một đôi găng tay bằng lụa trắng và đăng ký cho chúng tôi vào lớp học tiếng Anh đầu tiên trong đời. Lái xe của tôi sẽ đợi cô ở bên dưới. Những người khác đích thân dạy chúng tôi tiếng Anh. This is a pocket. Đây là một cái xô. This is a mop. Đây là một cái cây lau nhà. This is a broom. Đây là một cái chổi. Có bà chủ chưa bao giờ nhớ nổi tên của chúng tôi, những người giúp việc tại gia của bà. Có bà chủ sáng nào ở trong bếp cũng chào chúng tôi bằng giọng ấm áp và thân mật. Nhưng khi bà ta tình cờ gặp chúng tôi ngoài đường, bà làm như không hề quen biết chúng tôi. Có bà chủ hiếm khi nói một lời với chúng tôi trong suốt 13 năm chúng tôi làm việc cho bà. Nhưng khi qua đời, bà để lại cho chúng tôi một khoản tiền không nhỏ. Chúng tôi thích nhất khi bà chủ của mình ra ngoài làm tóc hoặc ăn trưa và chồng của họ vẫn ở văn phòng chưa về nhà. Các con của họ thì chưa tan trường. Những lúc như thế không ai theo dõi chúng tôi hết. Không ai nói chuyện với chúng tôi hết. Không ai để ý chúng tôi từ phía sau trong khi chúng tôi lau chùi đồ đạc để sắm xoay từng vết bẩn. Những vết bẩn nhỏ tí ti mà chúng tôi bỏ sót. Nhà vắng tanh, im ắng, nhà của chúng tôi. Chúng tôi kéo rèm, chúng tôi mở cửa sổ, chúng tôi tha hồ hít thở không khí trong lành khi chúng tôi di chuyển từ phòng này sang phòng khác, lau bụi và đánh bóng đồ đạc của họ. Tất cả những gì họ nhìn là ánh sáng mặt trời. Những lúc như thế, chúng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, chúng tôi đỡ sợ hãi hơn. Chúng tôi cảm thấy được là chính mình. Vài người trong chúng tôi ăn trộm đồ của họ. Ban đầu là những thứ lặt vặt, những thứ mà chúng tôi không nghĩ là họ nhận ra mình bị mất. Một cái nĩa bằng bạc, một cái lọ dùng để đựng và rắc muối, một hớp rượu brandy, một cái túi, một cái tách đựng trà có hình những bông hoa hồng mà chúng tôi nhất định phải có. Một cái bình gốm có màu xanh giống như bức tượng Phật màu ngọc bích của mẹ chúng tôi. Tôi chỉ thích những thứ xinh xinh thôi. Một vài sự thay đổi nho nhỏ xảy ra ở xung quanh tủ bếp trong nhiều ngày. Nhiều người trong chúng tôi có bị cám dỗ đấy, nhưng không hề tơ hào bất cứ thứ gì của chủ và vì tính thật thà mà chúng tôi được thưởng xứng đáng. Tôi là người hầu duy nhất bà chủ cho phép bước vào phòng ngủ của bà ở trên gác. Tất cả những người hầu da đen đều chỉ được quanh quẩn ở trong bếp thôi. Vài người trong số họ sa thải chúng tôi mà không hề báo trước và chúng tôi không biết mình đã làm gì sai. Tại vì cô quá xinh đẹp, chồng của chúng tôi nói, mặc dù chúng tôi biết thật khó tin đó là sự thật. Vài người trong chúng tôi cảm thấy mình vụng về đến mức chúng tôi biết không thể làm cho nhà họ được quá một tuần. Chúng tôi quên hầm thịt cho bữa tối của họ. Lần nào chúng tôi cũng làm cháy món cháo yến mạch. Chúng tôi đánh rơi những chiếc ly. Vì nhầm lẫn, chúng tôi ném phó mát của họ vào thùng rác. Tôi cứ nghĩ nó bị thiêu rồi. Chúng tôi cố giải thích. Mùi phó mát bao giờ chẳng như vậy, họ nói với chúng tôi. Vài người trong số chúng tôi gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh của họ. Thứ tiếng Anh chẳng giống những gì chúng tôi học được từ những cuốn sách. Chúng tôi nói có,
khi họ hỏi liệu chúng tôi có cảm thấy phiền khi gấp quần áo của họ không, và đáp không khi họ bảo chúng tôi lau sàn nhà. Và khi họ hỏi chúng tôi có nhìn thấy đôi khuyên tai bằng vàng của họ đâu không, chúng tôi mỉm cười và nói, ồ, bà nói như vậy có đúng không? Những người khác trong số chúng tôi lúc nào cũng trả lời chủ bằng một tiếng hùm, bất kể họ nói gì. Vài người trong số chúng tôi rơi vào cảnh được chồng trót bốc lên rằng nấu nướng thạo lắm. Các món sở trường của vợ tôi là món gà Kiev và món súp BC Choice. Nhưng thực tế cho thấy, món ăn duy nhất mà chúng tôi có thể làm là món cơm. Vài người trong số chúng tôi lớn lên tại những viện trang rộng lớn, có người hầu và không thể chịu đựng nổi khi bị sai làm việc này, việc nọ. Vài người trong số chúng tôi không hòa hợp được với các con của họ, những đứa trẻ vừa hung hăng, sức láo, vừa hay gây ồn ào. Vài người trong số chúng tôi phản đối những gì họ nói về mình với con họ, khi họ không biết chúng tôi cũng đang có mặt ở trong phòng. Nếu con không học hành chăm chỉ, thì lớn lên con sẽ chỉ là người lau sàn nhà như Lily mà thôi. Hầu hết, các bà chủ không chú ý nhiều đến chúng tôi. Chúng tôi có mặt khi họ cần và khi họ không cần. Chúng tôi biến khỏi tầm mắt của họ. Chúng tôi tránh mặt họ, lặng lẽ lau sàn nhà của họ, đánh bóng đồ gỗ của họ, tắm cho con họ, lau chùi những chỗ mà không ai ngoài chúng tôi có thể nhìn thấy. Chúng tôi hiếm khi mở miệng nói. Chúng tôi ăn ít. Chúng tôi hiền lành. Chúng tôi tốt tính. Chúng tôi chưa bao giờ gây chuyện, và khi họ muốn gây chuyện với chúng tôi cho phép họ làm điều đó. Chúng tôi cho phép họ khen ngợi chúng tôi khi họ hài lòng với chúng tôi. Chúng tôi cho phép họ la mắng chúng tôi khi họ nổi cơn điên. Chúng tôi cho phép họ quẳng cho chúng tôi những thứ mà chúng tôi thực sự không muốn, không cần. Nếu tôi không nhận chiếc áo len cũ đó, thì bà ấy sẽ bảo tôi sĩ diện quá. Chúng tôi không quấy rầy họ bằng cách hỏi này hỏi nọ. Chúng tôi không bao giờ phàn nàn hoặc cãi lại họ. Chúng tôi chưa bao giờ đòi tăng lương, bởi vì hầu hết chúng tôi là những cô gái nông thôn mộc mạc, không biết nói tiếng Anh. Và ở Mỹ, chúng tôi biết rằng mình chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cọ bồn rửa và lau sàn nhà. Trong những bức thư gửi về quê hương cho mẹ của mình, chúng tôi không nhắc đến họ. Chúng tôi không nhắc đến họ trong thư gửi chị gái, thư gửi bạn bè. Bởi vì ở Nhật, việc hèn mọn nhất mà một người phụ nữ có thể làm đó là làm hầu gái. Chúng con thôi không làm ở trang trại nữa, và đã chuyển đến một ngôi nhà đẹp ở thành phố, nơi chồng của con tìm được chân làm công cho một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Con đang tăng cân. Con phỏng phao hơn rồi. Con cao thêm được hơn một phân nữa. Con bây giờ đã mặc đồ lót. Con đã mặc áo nịt ngực và đi tất. Con mặc áo sơ mi trắng cọc tay may bằng vải cô tôn. Hôm nào con cũng ngủ tới tận 9 giờ sáng. Và buổi chiều con đi dạo trong vườn với chú mèo cưng. Mặt con đầy đặn hơn rồi. Hông con nở nang hơn. Con biết bước bước dài rồi. Con đang học đọc. Con đã học chơi dương cầm. Con đã nắm được nghệ thuật nướng bánh của người Mỹ. Và mới đây, nhờ món bánh trứng đường có hương vị chanh, con đã giành giải nhất trong một cuộc thi làm bánh. Con biết mẹ sẽ thích ở đây. Đường phố ở đây rộng và sạch, và mẹ không phải cởi giày khi mà mẹ đi trên cỏ đâu. Lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ, và con sẽ gửi tiền về nhà ngay khi có thể. Thỉnh thoảng, một trong những người đàn ông của họ yêu cầu nói chuyện riêng với chúng tôi tại thư phòng của ông ta, trong khi bà vợ ra ngoài mua sắm, và chúng tôi không biết phải từ chối như thế nào. Mọi chuyện ổn cả chứ? Ông ta hỏi chúng tôi. Thường thì chúng tôi chỉ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà và nói, ổn, mọi chuyện đều ổn ạ. Mặc dù thực tế không phải như vậy, nhưng khi ông chủ khẽ chạm vào vai chúng tôi và hỏi chúng tôi có chắc là mọi chuyện đều ổn không, chúng tôi không né tránh ông ta. Không ai biết đâu, ông ta nói với chúng tôi, hoặc vợ tôi ra ngoài còn lâu mới về. Và khi ông ta dẫn chúng tôi lên gác, đưa chúng tôi vào phòng ngủ, đặt chúng tôi nằm xuống giường, chính cái giường mà chúng tôi đã dọn lúc sáng. Chúng tôi khóc bởi vì đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được ôm. Vài người trong số họ yêu cầu chúng tôi nói mấy từ tiếng Nhật, chỉ để họ có thể nghe âm thanh giọng nói của chúng tôi. Cô nói gì cũng được, không quan trọng.
Vài người trong số họ bảo chúng tôi mặc bộ kimono đẹp nhất mà chúng tôi có và bước chậm chậm dọc sống lưng của họ. Một số người bảo chúng tôi trói họ lại bằng chiếc khăn lụa in hoa và gọi họ bằng bất cứ cái tên nào xuất hiện trong đầu chúng tôi. Chúng tôi ngạc nhiên trước những cái tên mà chúng tôi thốt ra, và chúng tôi ngạc nhiên khi những cái tên được thốt ra một cách dễ dàng, bởi vì trước đó chúng tôi chưa bao giờ nói ra những cái tên đó. Một số người yêu cầu chúng tôi nói tên thật, những cái tên mà sau đó họ thì thầm vào tai chúng tôi hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng tôi không biết mình là ai nữa. Midori, Midori, Midori. Vài người trong số họ khen chúng tôi đẹp, mặc dù chúng tôi biết mình trông vừa xấu xí vừa quê mùa. Ở Nhật, không người đàn ông nào thèm để mắt đến tôi. Vài người trong số họ hỏi khi làm chuyện ấy chúng tôi có thích không, hoặc hỏi họ có làm chúng tôi đau không. Nếu đau, chúng tôi có thích bị đau như thế không? Và chúng tôi nói, có, bởi vì đó là sự thật. Chí ít khi em ở bên ông, em cũng biết mình đang sống. Vài người trong số họ nói dối chúng tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ làm chuyện này. Và chúng tôi cũng nói dối họ. Em cũng chưa từng. Vài người trong số họ cho chúng tôi tiền. Những đồng tiền mà chúng tôi cất trong tất tật để tối về nhà, chúng tôi đưa cho chồng mình mà không nói một lời nào. Vài người trong số họ hứa sẽ bỏ vợ để sống với chúng tôi, mặc dù chúng tôi biết họ sẽ chẳng bao giờ làm như họ nói. Vài người phát hiện ra chúng tôi có thai với họ. Hơn 6 tháng nay, chồng em không chạm vào người em. Và tống cổ chúng tôi đi. Cô phải bỏ cái thai ngay. Họ nói với chúng tôi, họ nói, tôi sẽ chịu mọi phí tổn của việc phá thai. Họ nói, tôi sẽ tìm việc làm cho cô ở chỗ khác. Một người trong số chúng tôi phạm phải sai lầm là đem lòng yêu ông chủ của mình và ngày cũng như đêm, lúc nào cũng nghĩ về ông ta. Một người trong số chúng tôi thú nhận tất cả mọi chuyện với chồng, bị chồng dùng cán chổi đánh cho một trận tơi bời, rồi sau đó cả hai cùng gục xuống khóc nức nở. Có người thú nhận tất cả mọi chuyện với chồng và người chồng lập tức đòi ly dị, tống cổ cô về với cha mẹ đẻ ở Nhật. Và giờ đây, cô làm việc trong một nhà máy sợi ở Nagano 10 tiếng một ngày. Có người thú nhận tất cả mọi chuyện với chồng, được chồng tha thứ, nhưng sau đó lại phải nghe chồng thú nhận một số tội lỗi của anh ta. Anh có gia đình khác ở Colusa. Một người trong số chúng tôi không hé răng nói cho ai biết chuyện của mình và dần dần cô trở thành người quẫn trí. Có người viết thư về nhà xin lời khuyên của mẹ, người luôn luôn biết phải làm gì nhưng không bao giờ nhận được thư trả lời. Tôi phải vượt qua cái cầu này một mình. Có người bỏ đầy đá vào tay áo của chiếc kimono trắng mà cô ấy mặc trong ngày cưới và đi ra biển, trầm mình xuống biển. Và cho đến bây giờ, hằng ngày, chúng tôi vẫn cầu nguyện cho linh hồn cô được siêu thoát. Vài người trong số chúng tôi phục vụ đàn ông tại các khách sạn màu hồng, trong những phòng ngủ ở phía trên những phòng bia và những quầy rượu thuộc những khu phố không được sang trọng như khu của người Mỹ. Chúng tôi gọi tên của khách từ những ô cửa sổ tầng 2 của mái nhà Tokyo, và tại nhà nghỉ đó, người trẻ nhất trong số chúng tôi chỉ mới 10 tuổi. Với đôi mắt đăm đắm, lấp ló phía trên những chiếc quạt giấy sặc sỡ, chúng tôi liếc mắt đưa tình với khách tại nhà nghỉ Yokohama, và với giá hợp lý, chúng tôi làm cho họ bất cứ điều gì mà ở nhà vợ họ không làm cho họ. Tại nhà chứa Aloha, chúng tôi giới thiệu mình là cô Saki, cô Hoa Anh Đào bằng giọng con gái thánh thót, và khi họ hỏi chúng tôi từ đâu đến, chúng tôi mỉm cười nói, ồ, từ một nơi nào đó thuộc Kyoto. Chúng tôi khiêu vũ với họ tại câu lạc bộ đêm New Eden và buộc họ phải trả 50 xu cho 15 phút ở cùng chúng tôi. Và nếu họ muốn lên gác cho chúng tôi bảo rằng giá của mỗi lần làm chuyện đó là 5 đô la. Hoặc nếu họ muốn giữ phòng đến sáng thì họ phải trả 20 đô la. Khi xong việc với họ, chúng tôi nộp tiền cho chủ chứa
Những kẻ chỉ có lo đánh bạc thâu đêm và đút lót cho cảnh sát, nhất quyết không để cho chúng tôi ngủ với bất cứ ai cùng chủng tộc với chúng tôi. Một cô gái như cô trị giá cả nghìn thỏi vàng. Thỉnh thoảng, trong khi chúng tôi nằm với họ, lòng chúng tôi dâng lên niềm ao ước được ở bên chồng mình, người mà chúng tôi đã trốn khỏi. Anh ấy có tệ như vậy không? Anh ấy có thô bạo như vậy không? Có chán ngắt như vậy không? Đôi khi chúng tôi phải lòng ông chủ, người đã dùng da đe dọa để bắt cóc chúng tôi khi chúng tôi từ cánh đồng trở về nhà. Ông ta mang đến cho tôi nhiều thứ. Ông ta trò chuyện với tôi. Ông ta cho phép tôi đi dạo. Đôi khi chúng tôi tự thuyết phục mình tin rằng sau một năm ở nhà chứa Erica, chúng tôi sẽ có đủ tiền để mua vé tàu trở về quê hương. Nhưng đến cuối năm, chúng tôi nhận ra toàn bộ những gì mình có chỉ là 50 xu và chứng bệnh lậu đã phát triển khá nặng. Năm sau vậy, chúng tôi tự nhủ, hoặc có lẽ năm sau nữa. Nhưng ngay cả người xinh đẹp nhất trong số chúng tôi cũng biết rằng mình sắp chết. Bởi vì khi bạn làm cái nghề bán trôn nuôi miệng, thì bạn hoặc thân tàn ma dại, hoặc chết trước tuổi 20. Một người trong số họ chuộc chúng tôi từ nhà chứa nơi chúng tôi làm việc, đưa chúng tôi về sống ở một ngôi nhà lớn nằm trên một con phố rộp bóng cây ở Montecito mà chúng tôi không biết tên. Đó là một ngôi nhà có những khóm dâm bụt bên ngoài cửa sổ, những phiến đá cẩm thạch, những bộ sofa bọc da, những chiếc đĩa thủy tinh chứa đầy hạnh nhân dành cho khách khứa ghé chơi vào bất cứ lúc nào. Có một con chó cưng lông trắng mà chúng tôi gọi là Siro, theo tên của con chó mà chúng tôi đã bỏ lại ở Nhật. Và ba lần mỗi ngày, chúng tôi đi dạo với con vật đó trong niềm thích thú. Trong nhà có tủ lạnh, có máy hát, có radio Majestic, có xe Ford Modern T để ở lối vào. Chiếc xe mà chủ nhật nào chúng tôi cũng leo lên để ra ngoài chơi. Có một cô hầu gái bé xíu tên là Consuelo đến từ Philippines, có thể làm những chiếc bánh nướng ngon tuyệt và đoán trước được nhu cầu của chúng tôi. Cô ta biết khi nào chúng tôi hạnh phúc, cô ta biết khi nào chúng tôi buồn. Đêm trước chúng tôi cãi nhau với chồng, cô ta cũng biết, và khi chúng tôi vui, cô ta cũng biết. Vì tất cả những điều đó, chúng tôi mãi mãi biết ơn chồng mới của mình. Và chúng tôi biết, nếu không có người chồng bây giờ, thì chúng tôi vẫn còn phải đứng đường bán trôn nuôi miệng. Ngay phút đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã biết rằng mình sẽ được cứu. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại nghĩ về chồng cũ với nỗi băn khoăn khó tả. Sau mình bỏ đi, anh ấy có đem đốt hết tất cả mọi thứ của mình không? Anh ấy có xé tất cả những bức thư đi không? Anh ấy có căm ghét mình không? Anh ấy có nhớ mình không? Anh ấy có quan tâm mình còn sống hay đã chết không? Anh ấy còn làm cho nhà Burnham ở phố Sutter không? Anh ấy đã trồng hoa thủy tiên cho nhà họ chưa? Anh ấy đã kết thúc việc trồng lại cỏ cho họ chưa? Anh ấy vẫn ăn bữa tối một mình trong căn bếp rộng của bà Burnham, hay cuối cùng đã kết bạn với cô hầu gái da đen được yêu quý của bà chủ? Mỗi tối anh ấy vẫn đọc ba trang của cuốn sách kỹ thuật làm giường trước khi đi ngủ chứ? Anh ấy vẫn còn mơ trở thành một quản gia chứ? Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều, khi ánh sáng ban ngày bắt đầu nhạt đi, chúng tôi mang tấm ảnh đã ngả màu vàng của chồng cũ từ trong rương ra và ngắm nó lần cuối. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, chúng tôi cũng không thể dứt những bức ảnh ấy đi.